Chiều nay tại cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phóng viên VTC1 đã đặt ra câu hỏi về cơ sở pháp lý của dự án tại 61 Trần Phú, quận Ba Đình, cũng như công tác quản lý nói chung về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là tại những khu vực gần trung tâm lịch sử chính trị Ba Đình. Ngày gần đây thì VTC cũng có tiếp cận với các cái văn bản của thành phố Hà Nội liên quan đến cơ sở pháp lý của dự án tại 61 Trần Phú. Và chúng tôi cũng đã cập nhật kịp thời cái việc là trưa nay thì Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng có chỉ đạo về việc kiểm tra cái công trình này, và đã đến thời điểm này thì đã có cái quyết định đó là yêu cầu là tạm dừng thi công công trình. Chúng tôi cũng đã cập nhật nội dung này dưới góc độ là cái sự quản lý chặt chẽ cũng như là có cái đoàn thanh tra chiều nay của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tiến hành. Tuy nhiên thì chiều nay chúng tôi cũng đã tiếp cận với chủ đầu tư và họ cũng chia sẻ, tức là những cái đeo đuổi mà đã 10 năm nay khi họ thực hiện một cái công trình mà ở một cái vị trí nó rất nhạy cảm. Vậy thì đến thời điểm này xin lãnh đạo thành phố Hà Nội có thể chia sẻ. Sau toàn bộ cái quá trình triển khai, tổ chức triển khai thực hiện lấy ý kiến thì Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng đã có phê duyệt cái tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình tổ hợp thương mại dịch vụ khách sạn và cấp cho chủ đầu tư vào ngày 25 tháng 1 năm 2017. Thì cụ thể là mật độ xây dựng là 50%, tầng cao 11 tầng nổi, có tung thang kỹ thuật và 6 tầng hầm. Tổng diện tích sàn nổi là 32.306 m², tổng diện tích sàn tầng hầm khoảng 43.023,3 m² và tổng chiều cao công trình là 42,9 m². Thế thì xin báo cáo với các anh chị phóng viên là quy mô công trình cho đến thời điểm mà chúng tôi phê duyệt tại cái bản vẽ tổng mặt bằng thì là có cái quy mô như vậy. Và sau đó thì chủ đầu tư vẫn triển khai các bước, ví dụ như là về chủ trương đầu tư, về sử dụng đất, rồi xin cấp phép xây dựng phần ngầm. Hiện nay thì chủ đầu tư đang triển khai như vậy.